hướng dẫn quan sát các chòm sao, các vật thể sâu, các hành tinh và các sự kiện thiên văn học đáng chú ý trên bầu trời đêm tháng 8 năm 2020. Các hành tinh buổi sáng. Sao Kim hiện diện trên bầu trời buổi sáng sớm. Trong tháng này, sao Kim sẽ xuất hiện ở khu vực của chòm sao Kim Ngưu, Lạp Hộ và Song Tử. Sao Kim là đối tượng sáng nhất trên bầu trời đêm nếu không tính đến mặt trăng. Trong văn hóa dân gian Việt Nam, hành tinh này còn được gọi là sao Mai nếu xuất hiện vào buổi sáng sớm và là sao Hôm nếu xuất hiện vào buổi tối. Một chiếc kính thiên văn đủ mạnh sẽ giúp bạn nhận ra hành tinh này cũng có các pha như mặt trăng. Hãy tìm kiếm hành tinh này trên bầu trời phía đông ngay trước khi mặt trời mọc. Vào rạng sáng 11 tháng 8, sao Kim sẽ ở vị trí ly giác cực đại phía Tây. Hành tinh này sẽ đạt ly giác cực đại phía Tây lên đến 45 độ 47 phút tính từ mặt trời. Đây là thời điểm tốt nhất để quan sát hành tinh này khi mà nó sẽ ở vị trí cao nhất trên đường chân trời bầu trời buổi sáng sớm. Hãy quan sát hành tinh này ở trên đường chân trời phía Đông ngay trước khi mặt trời mọc. Bầu trời đêm luôn là một bữa tiệc thiên văn kỳ thú, hãy khám phá những điều kỳ diệu từ ngay sân sau nhà bạn. Truy cập website vậtlythienvan.com để tìm hiểu thêm nhiều điều bổ ích. Vật lý thiên văn, chia sẻ niềm đam mê.